một chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Mừng Đảng Mừng Xuân do các nghệ sĩ ca sĩ trung ương và địa phương gửi đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nam Định. Tết quê hương 2016 là chương trình nghệ thuật lần đầu tiên được tổ chức và dàn dựng công phu với quy mô hoành tráng, với sự tham gia của MC Lê Anh, Thanh Hương, ca sĩ Minh Quân, Khắc Hiếu, Nhật Thùy, Ngọc Ký, Vũ Thảo My, nghệ sĩ ưu tú Kiều Dư, nghệ sĩ ưu tú Thúy Quỳnh, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hằng, nghệ sĩ Thúy Hoa, nhóm Thăng Long, các nghệ sĩ diễn viên thuộc nhà hát chèo, nhà văn hóa mùng 3 tháng 2, trường trung cấp nghệ thuật Nam Định. Chương trình được thực hiện bởi tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng, với sự chỉ đạo nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, đơn vị tổ chức và thực hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, Công ty cổ phần quảng cáo truyền thông Oscar, đơn vị bảo trợ thông tin Ngôi Sao.vn. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20:30 ngày 6 tháng 2 năm 2016 tại quảng trường nhà văn hóa mùng 3 tháng 2 trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nam Định. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Định, tập đoàn GFS, Công ty cổ phần Y Dược Đình Cự, Công ty trách nhiệm hữu hạn Taka Việt Nam hân hạnh tài trợ chương trình này.